tô Hải Dương xin kính chào quý khách em, chào anh Văn Khương này. Chào 7 khách hàng đang xem buổi báo giá của em Lê Hương này. Những khách hàng nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào bên em thì để lại số điện thoại cho em nhé. Cảm ơn anh Văn Khương nhé, chốt đơn. Hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều xe. Về thêm được một siêu phẩm Vios màu đen đẹp. Số sàn nhưng mà xe tư nhân đẹp luôn, zin nét luôn. Đời 2017 mà giá chỉ có hơn 300 thôi. Bán tải em lại về thêm này. Morning Hyundai i10 em cũng về thêm rất là nhiều. Em chào bác Nguyễn Điền này. Đừng quên số hotline của em các bác nhé, 0354602790 là số hotline mà em để làm giao dịch này. Chào anh Hoàng Long nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại ở phía dưới cho em Lê Hương ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Hyundai i10, Kia Morning bán tải, hoặc là Vios tư nhân năm về thêm. Về thêm cả được một chiếc xe Innova, xe gia đình rất là đẹp này. Chào bác Phạm Thuận nhé. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Địa chỉ bày bán bên em là gì? 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 0354602790 là số hotline của em này. Chào bác Cảnh Trần nhé, chào bác Phạm Thuận này. Chia sẻ cho em đi các bác ơi. Chúc em buôn may bán đất nhé. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Điền nhé. Cảm ơn bác Nguyễn Điền rất là nhiều. Em chào anh Cảnh Trần này. Anh Cảnh ơi, chia sẻ cho em nào. Bác Nguyễn Điền, bác Phạm Thuận này, mỗi bác cho em xin một nút chia sẻ thôi. Lên trang cá nhân và trang hội nhóm của mình thì em cũng đã rất cảm ơn rồi. Chevrolet Cruze này, Mazda 3S này, chào bác Trọng Duy này. i10 một đầu hai đầu đều có này, Innova tư nhân gia đình. Không taxi, không dịch vụ, Vios đẹp luôn. Niên Hồng ở thành phố Hải Dương anh ơi. Anh chỉ cần check là Đại học Hải Dương hoặc là Bệnh viện Nhi Hải Dương là em nằm ngay cạnh đấy rồi. Chào bác Xuân Cường nhé, chia sẻ cho em lên nào. Cho em Hương xin một nút like và một nút chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Trong một cái buổi live stream ngày hôm nay thì chúc khách hàng nhà mình có một ngày cuối tuần, chủ nhật rồi, có những bữa cơm ấm áp bên gia đình này, cũng như có những ngày nghỉ cùng gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Em cảm ơn bác Xuân Cường này, chào bác Lê Ngọc Hòa này, chia sẻ cho em lên ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau để quay qua một chút về bãi bên em này. Về thêm rất rất là nhiều những đầu xe ô tô, giá chỉ từ 85 triệu có xe ô tô đi. Chào bác Đặng Văn Huy này. Xin phép là em quay sang cam sau này, Kia Morning i10 số tự động, số sàn, bản nhập khẩu. Gia Lai hả em? Nói chung là từ Gia Lai mà đến chỗ em Hương cũng gần thôi anh ơi. Anh Hoàng Long ơi, từ Gia Lai về Hải Dương chắc là đi bộ cũng cứ đi là sẽ đến thôi anh ạ. Từ Gia Lai đi bộ về Hải Dương là cứ đi là đến thôi anh nhé. Chào bác Bùi Tấn này. Đi ra ngoài để quay luôn các bác nhìn này, hai siêu phẩm bên em. Xanh xanh xinh xinh yêu yêu đây. Một chiếc xe Kia Morning số tự động, biển thủ đô Hà Nội, biển 4 số tư nhân đẹp. Đời 2004, đăng ký lần đầu là 2006 này. Giá chào bán thì có 160 triệu mà em Kia Morning này là bản nhập khẩu nha các bác nhé. Kia Morning bản nhập khẩu số tự động đẹp, 160 triệu là có xe Kia Morning đi. Tư nhân đẹp đây ạ, máy số zin đẹp căng luôn cho em. Không một điểm trừ cho chiếc xe Kia Morning này. Chào bác Nguyễn Hạnh, chào bác Bùi Tấn này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Kia Morning đời 2004, đăng ký 2006, giá chào bán chỉ có hạ 160 triệu. Đầy đủ cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí cho em. Phía sau còn có 4 mắt cảm biến va chạm này. Các bác nhìn này, cụm đèn pha phía trước cực kỳ to bản và sắc nét này. Còn bên đây thì em có một chiếc sập lái này, siêu phẩm sờ bắc tập lái biển 20. Biển này là đăng ký là 2 chỗ ngồi. Giá chào bán 85 triệu, động cơ chỉ 0.8 thôi. Đầy đủ cho em là cam lùi, màn hình giải trí này. Lóng quá, lắng lắm anh ơi, ôi bức lắng lắm luôn. 85 triệu để có xe Spark đi cho em nhé. Điều hòa thì phải gọi là Z-Zone luôn. Cụm đèn pha phía trước thiết kế to bản sắc led này. La răng thể thao đẹp rồi. 85 triệu có số sàn, 160 triệu có số tự động. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Còn bên đây thì mới về thêm được một chiếc Nissan. Một chiếc Nissan Navara biển thủ đô Hà Nội, bán tải màu xanh đẹp đây ạ. Một chiếc bán tải màu xanh đẹp, nhập khẩu, bản này là bản 2 cầu 2.5. Nissan Navara đời 2014, số tự động 2 cầu. Trên 300 triệu là có bán tải là đây ạ.
398 triệu có bán tải Nissan Navara này. Cảm ơn bác Giang Vũ là nhiều xe đẹp quá này. Cảm ơn bác Sưởng May Long Hải là chào bác Trương Nguyễn nào. Anh Sưởng May Long Hải ơi, rất là nhiều xe đẹp luôn. Bán tải đây, bán tải mà chỉ có 398 triệu, đời 2014 này. Nhập khẩu số tự động hai cầu đẹp cho em đây ạ. Lên thùng thấp như thế này rồi, các bác về không phải lên thùng nữa, cứ về là việc đi thôi. Cảm ơn anh Trương Nguyễn nhé, chào bác Mỹ Duyên này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Thả tim thả like cho em các bác nhé. Thả tim thật là nhiều cho em Hương đi ạ. Nissan Navara biển thủ đô Hà Nội, cam hành trình, cam 360, số tự động hai cầu đẹp, 398 triệu, màn hình giải trí này đầy đủ cho em rồi. Zin đẹp luôn, ghế da zin, máy số thì cực ngon. Cam kết là không đâm xô, không ngập luốc, không phạt nguội. Hồ sơ pháp lý là đẹp rồi, chào bác Lương Văn Dũng này. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm sờ bắc tập lái nữa đây. Em này thì đăng ký 5 chỗ ngồi, giá thì cũng chỉ có 85 triệu thôi. Biển 22 với nước sơn màu gọi là xanh cốm đi, 85 triệu cho chiếc sờ bắc đời 2009 này. Động cơ 0.8 ăn xăng như người. Lổ máy lên thì nhẹ hơn là chó thỏ luôn. Tập lái, các bác nào tập lái thì đi quá là ok. Còn bên đây thì em còn có cả một chiếc xe Kia một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu xanh rất là mát mắt luôn. Kia Morning đời 2016 giá chào bán chỉ có 215 triệu, nước sơn màu xanh đẹp. Đầy đủ cụm đèn pha phía trước, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ này, la răng thể thao đẹp rồi. 215 triệu đời 2016 cho chiếc xe Kia Morning, lên màn hình Android xịn cho em rồi các bác nhé. Lên màn hình rồi, 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning này. Chào bác Nguyễn Dung. 30 khách hàng đang xem buổi báo giá của em Lê Hương ơi. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Vừa rồi thì báo giá rất là nhiều những dòng xe tập lái hay là những dòng xe mà hơi ít tiền một chút. Thì đây em còn có một chiếc xe Camry, thương hiệu đình đám đây. Ăn sâu vào tiềm thức này, Camry không chỉ sở hữu được một cái vẻ đẹp bên ngoài, máy to, mà bên trong em nó còn sở hữu rất là nhiều đồ chơi option. Một chiếc Camry biển 34 4 số này, một chủ đẹp. Đèn là đèn bi salon này, lên đèn gầm đầy đủ này. Nước sơn màu đen đẹp, gương kính được cụp chỉnh auto. Camry đời 2009 bản nhập đài. Giá chào bán là 420 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Màn hình giải trí đầy đủ cho em ạ. Gương kính thì auto tự động cho em. 420 triệu cho chiếc xe Camry đẹp bên em. Đời 2009 bản nhập đài đây ạ. Nay có say lắng không em? Bắt đầu lắng rồi anh Trương Nguyễn ơi. Nên là anh Trương Nguyễn phải yêu thương, phải chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Chào bác Đinh Văn Hùng này. 0354602790 là số mà em Lê Hương đang để làm giao dịch hotline của mình. Và rất là mong khách hàng sẽ chia sẻ cho em lên nào. Camry phân khúc hạng sang đây, 420 triệu đời 2009 này. Xe thì cực đẹp luôn, xe của phó giám đốc luôn đấy ạ. Còn bên đây thì em còn có một siêu phẩm Innova, không taxi và không dịch vụ đây ạ. Innova biển này là biển 28, các bác nhìn này, nước sơn màu bạc đẹp. Innova bản E xịn đời 2013, trang bị động cơ 2.0, giá chào bán chỉ có 345 triệu cho một chiếc Innova không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Chuẩn gia đình đây ạ, các bác nhìn này. Từ cái phần táp lô, táp ly, màn hình giải trí, túi khí an toàn trên vô lăng, các bác nhìn cho em này. Đẹp kính cong như thế này cơ mà. Để mà tìm được một chiếc Innova đẹp rất là khó. Nhưng để lịnh được bác chủ cũ là một bác tư nhân, mà bác để lại chiếc Innova tư nhân đẹp như thế này thì còn khó hơn nhá. Những cái khó thì em đã làm rồi, bây giờ chỉ còn những cái dễ là chốt đơn thôi. 345 triệu đời 2013, động cơ là 2.0, Innova 7 chỗ ngồi, không taxi, không dịch vụ đây ạ. Bút chấm sơn QC còn nguyên, các bác nhìn này. Ốp mạ chrome tay nắm cửa, lẹp chân kính này, ghế da zin đẹp cho em. Ba hàng ghế này, điều hòa mát lạnh cả ba hàng luôn. Ngồi vị trí nào thì cũng đều có điều hòa mát lạnh luôn. Xe thì cực chất, cực đẹp cho em. Innova, không taxi, không dịch vụ nhá. Bốn quả loa to bản, trang bị bốn cánh cửa này. 345 triệu đời 2013 cho chiếc Innova gia đình bản E xịn bên em. Form dáng này quay kỹ một chút và em Innova này quá là ưng ý này. Có hai mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ, màn hình có rồi.
bản e xịn 2.0 345 triệu đời 2013 cho chiếc xe Innova này. Camry thì là 420 triệu nhập đài. Măng lớt này thì bình. Còn bên đây em còn có một siêu phẩm các bác nhìn là một chiếc xe BMW mui trần biển 51, biển này là biển trong Sài Gòn rồi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này. Bô đôi thể thao rồi. Một chiếc xe mui trần các bác nhìn này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, tổ hợp phím bấm nghe gọi này, màn hình giải trí này. Mui trần đẹp đây ạ, BMW. Hơn 800 triệu một chút thôi là sở hữu một chiếc xe BMW 2 cánh cửa 4 chỗ ngồi. Đấy, kính thì kính không viền các bác nhá. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, nghe gọi khẩu lệnh này. Thế này mà đi tán gái thì còn gì bằng đúng không ạ? Các bác nhìn bộ la răng thể thao phanh lốp này, BMW nhá, hạng sang đây ạ. Mui trần đây, hơn 800 triệu một chút thôi. Chào bác Anh Thế này, chào bác Bùi Thị Huế, chào bác Hoài Thương, chào bác tên thì viết tắt không biết đọc kiểu gì cơ. Chào bác Lam Nguyễn, anh Lam Nguyễn ơi, vào muộn thế anh. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi với lớp sơn màu đẹp, là một lớp sơn màu đỏ kết hợp với màu đen. Chevrolet cờ đuôi đời 2011, một chủ đẹp cho em nhé. Máy số zin đời 2011 và xe là xe một chủ này. Xe một chủ thôi các bác ơi. Chevrolet cờ đuôi đời 2011 em Hương đang bán là 250 triệu. Lước sơn đẹp, xi nhan chân hồng, máy số zin đẹp luôn. Phanh AB, đây các bác nhìn này, phanh này. La răng thể thao đẹp luôn. Đèn halogen này, có đèn phá xương. Tất cả đều là sơn nhé, không phải dán đâu ạ. Đây là sơn, kể cả cái sọc đen này cũng là sơn cho em, không phải là dán đâu. Sơn đẹp luôn, màn hình giải trí rồi. Một chủ zin đẹp luôn, lước sơn màu đỏ này. Bác chủ cũ là một người sinh năm 84 nên là đã sơn chiếc số 84 trên sân xe. Giáp tí rồi, 84 là giáp tí rồi. Không biết đây có bác nào là giáp tí không. Ghế da đẹp luôn các bác này, ghế da hai màu cực sang luôn. Màn hình giải trí có rồi, sấy sợi ghế đầy đủ cho em. 250 triệu cho siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi đời 2011 và là số sàn một chủ tư nhân. Một chủ máy số zin này. BMW mui trần có rồi. Có Fortuner phải không anh? Ford 7 chỗ máy dầu thì em đang tạm hết nhá. Em chỉ có Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi thôi bác gái họ Vi ơi. Kia Zondo 7 chỗ ngồi em có nhá. Bên đây thì em có một siêu phẩm Mac biển thủ đô Hà Nội. Một chiếc xe Mac C250 bản Blue cao cấp nhất đời 2010 em đang bán là 388 triệu. Xin nhan trên gương, máy số thì cực ngon luôn. Vào sâu bên trong đây thì là một dàn i10 và một dàn Kia Morning. Một chiếc xe i10 mới về trong buổi sáng ngày hôm nay bên em đây ạ. i10 đời 2014 bản nhập khẩu, số sàn động cơ 1.0, biển 35A, lước sơn màu bạc đẹp. Em đang bán là 215 triệu cho chiếc xe i10. Lẹp chân kính này, ốp mạ chrome tay nắm cửa cao cấp rồi. Màn hình đẹp, ghế da hai màu. Các bác nhìn này, ghế da hai màu đen và đỏ nhá, màn hình Android xịn rồi. La răng thể thao phanh đầy đủ rồi, một dàn lốp là còn gần như là mới đẹp cho em. Lốp còn rất là mới này. i10 đời 2014 bản nhập khẩu em đang bán là 215 triệu thôi ạ. 215 triệu, biển 35, quay rõ cả biển này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Tuấn này, chào bác Đặng Suri này, Đặng Sunny này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Hôm nay là chủ nhật mà hầu hết tầm giờ là các bác đang bật điều hòa rồi, mát lạnh rồi mà em thì vẫn đứng ở đây chiều trưa nắng như thế này để làm một cái buổi báo giá livestream này. Kia Morning thì em có nhá, biển 15 Hải Phòng với lớp sơn gọi là màu lông chuột đi, màu xám lông chuột. Kia Morning bản nhập khẩu, số tự động đời 2011, động cơ là 1.0. Bản này là bản nhập khẩu có cửa lóc cho em này. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Cụm đèn pha là đèn bi salon, có thêm giải đèn nét này, đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ, la răng hoa mai dạng mới, phanh ABS. Xin nhan trên gương các bác nhìn này, gương kính thì cụp chỉnh auto cho em. Và em này đăng ký đăng kiểm còn dài tháng 1 2023. Hyundai Elantra thì em đang tạm hết nhá, em có Hyundai Accent bác Thái Xuân nhá. Em có Hyundai Accent hoặc Hyundai i10, Hyundai i30 ạ. Còn Elantra thì em đang tạm hết ạ. Kia
Kia Morning 285 triệu, động cơ 1.0, bản nhập khẩu, số tự động 285 triệu, có xe số tự động đi đẹp này. Bản này là bản cửa lóc nhá, form dáng rất là đẹp, màu gọi yêu là màu lông chuột đấy ạ. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh này, chào bác Vũ Đình Sinh này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Số tự động em có thì số sàn em cũng có rất là nhiều. Một chiếc Lacetti SE biển 89 này, nước sơn màu đen đẹp, form dáng thể thao. Lacetti SE đời 2010, bản nhập Hàn, số sàn, động cơ trang bị 1.6. Em Hương đang bán là 225 triệu. Lên đầy đủ cho em màn hình giải trí này, ghế da đẹp căng luôn. La răng thể thao đẹp. Đăng ký đăng kiểm đây, còn đến năm 2023. 225 triệu cho chiếc xe Lacetti SE này. Còn bên đây thì còn có cả một siêu phẩm đây ạ. Một siêu phẩm Hyundai i30 form dáng Crown. Bản này là bản Crown cao cấp này, full kịch này. Bản Crown cao cấp full kịch i30 308 triệu đời 2009, bản nhập Hàn. Bản này có cửa lóc đầy đủ cho em này, nước sơn màu trắng đẹp. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình ZTEC xịn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Số tự động đẹp các bác nhá, sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có. 308 triệu đời 2009 này, bản nhập Hàn. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt luôn cái tiền lẻ đi, còn 300 triệu vẫn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Trên livestream là bao giờ em cũng để cái giá là rất là đẹp luôn. Chỉ chốt trên livestream mới được cái giá đẹp như thế này ạ. 308 thì còn 300 vẫn bao rút hồ sơ. Xin nhan trên gương này ạ. i30 bản Crown cao cấp, số máy ngon, ghế da zin. Cửa lóc cam hành trình, cảm biến đầy đủ cho em. Sấy sưởi kính và có cả sấy sưởi ghế này. Vios thì hôm nay em về thêm được một chiếc xe Vios đời 2017, số sàn tư nhân, không dịch vụ, máy to, form trắng nhá. Một chút nữa thì em sẽ quay. Còn ở đây thì có một chiếc xe Vios đời 2008 này, động cơ trang bị là 1.5. Bản này là bản limo lông lên thành e rồi. Giá chào bán thì chỉ có là bao nhiêu ạ? 179 triệu. Bản là này có đầy đủ cam hành trình, cam lùi, đề lổ thông minh và màn hình giải trí này. 179 triệu cho chiếc xe Vios bên em ạ. i10 thì rất là nhiều luôn. Em chào anh Khang Vũ này, chào bác Xuân Nữ, chào bác Tâm Khoai, Ngô Khoai Tâm mà. Đây rất là hay luôn. Một chiếc xe i10 nữa đây, biển Sài Gòn. i10 đời 2016 này, biển này nó cũng là giá trị tương đương với biển Hà Nội này. 225 triệu đời 2016, bản nhập khẩu 1.0, số sàn nhá, i10 nước sơn màu xanh đẹp. Còn bên đây thì em có một chiếc Chevrolet Aveo đời 2017, giá chào bán là 245 triệu, biển cũng là biển Sài Gòn đây ạ. Chevrolet Aveo với nước sơn màu trắng đẹp 2017 nhá, đời rất là cao, mạng kém quá ạ. Các bác xem của em mạng đỡ chưa ạ? Các bác Hương xem của em Lê Hương xem là mạng đã ổn định chưa ạ? Bác nào mà xem được mạng rồi thì bình luận hộ em một chữ mạng ok vào đây để em xem với, để em có tiếp tục nói nào. Chào bác Thành Văn nhá. Aveo đời 2017 giá chỉ có 245 triệu. Các bác thấy mạng ok chưa ạ? Vâng, em cảm ơn anh Tâm Ngô này. Mạng ok rồi thì em tiếp tục em lại like này. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning biển thủ đô Hà Nội. Morning này thì bản này là bản Sport, chỉ có giá là 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2011 bản Sport. Hôm trước em cũng có một chiếc như thế này, về phát là bay luôn. Khách đến chạy thử xe thấy quá là ok, giá thành thì rất là vừa tiền luôn. 150 triệu, ghế da đẹp, màn hình giải trí cỡ vừa. Trên vô lăng này có một túi khí an toàn rồi. Kia Morning bản Sport 150 triệu, nước sơn màu bạc, biển là biển Hà Nội nhá. Em quay rõ cả biển này, để khách hàng nào có chốt hay là có yêu cầu gửi hình ảnh video thì để biển như thế này em sẽ dễ hình dung hơn này. Em chào bác Triệu Hoa, Triệu Duyên Hòa này. Chào bác Nguyễn Văn Phán nào. Đừng quên những lượt like và lượt chia sẻ cho em, mạng em thấy ok rồi mà. Một siêu phẩm CDX với nước sơn màu đen đẹp,
CDX đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, động cơ 1.6. Em Hương đang bán là 238 triệu. Hiện tại bên em Lê Hương rất là nhiều CDX luôn. 238 triệu số tự động đẹp, bản nhập khẩu, túi khí an toàn, màn hình OLED này. Ghế da đẹp căng rồi, không thiếu một cái gì. Và đã là CDX thì sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em. La răng thể thao 5 chấu dạng phay, phanh ABS đầy đủ cho siêu phẩm CDX ạ. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Một siêu phẩm 8 chỗ ngồi đời 2005, 135 triệu cho chiếc Jolie này. Còn La Setti cũng chỉ có 150 triệu thôi ạ. Biển 37 cho chiếc La Setti EX máy to bên em nhé. 150 triệu số sàn. Còn Vios thì em có một chiếc xe Vios đời 2016 này. Nước sơn màu là màu vàng cát đẹp. Biển 34. Fortuno em tạm hết anh ơi. Máy dầu bên em bây giờ chỉ còn một là bán tải này. Hai là Kia Zondo 7 chỗ ngồi. Ba là một chiếc Santa Fe bản Gold máy dầu thôi. Còn Fortuno là cháy rồi anh ạ. Fortuno không chỉ bên em cháy mà đang cháy trên toàn quốc rồi. Rất là nhiều tháng nay chưa tìm được một chiếc xe Fortuno nào. Fiat đời 2016 số sàn động cơ 1.5. Em Hương đang bán là 355 triệu. Còn bên đây thì còn có cả một xe. Anh Ngô Tâm ơi, em xem liên tục rồi đấy. Em không hiểu tại sao cái gói mạng bên em ấy, không phải chỉ một mình riêng em đâu, vì tất cả khu vực bên em đều bị mạng như vậy anh ạ. Kiện lên tổng đài rồi, dùng Viettel cũng không like được. Em đang dùng gói Mobi mà làm sao nó vẫn bị như vậy anh ạ. VinFast Farin đời 2019, số tự động đẹp 340 triệu. Động cơ là 1.4, nước sơn màu trắng đẹp, các bác nhìn này. Cam hành trình đầy đủ, cam lùi có rồi. Cảm biến đề lổ thông minh, màn hình giải trí nhá. VinFast Farin đẹp như mới các bác ơi. Lắp cả lipo thể thao rồi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em chỉ có 7 lít trên 100 km trong đô thị thôi. Còn đâu chỉ có 5 lít thôi ạ. La răng thể thao đầy đủ cho em VinFast Farin 340 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream cho bác nào chốt chiếc xe VinFast này về tặng vợ yêu này. Đời 2019 ạ, cực đẹp cho em. Xe thì cực đẹp luôn nhá. Chào bác Trần Quang này. Nếu như mà bên đây thì em còn có là một chiếc bán tải Nissan Navara. Nissan Navara với nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội này. Bán tải nữa đây, rất là nhiều bán tải nhá. 535 triệu đời 2017 cho chiếc bán tải Nissan Navara. Màn hình giải trí này, ghế da đẹp luôn. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. 2017 ạ, Nissan Navara này 2017 nhập khẩu, số tự động bản 2.5. Và em này là một cầu ạ, Nissan Navara một cầu. i10 rất là nhiều luôn ạ. Bác nào quan tâm i10 thì bên em rất là nhiều. Một chiếc xe Hyundai i10 đời 2014 nữa đây ạ. 195 triệu, em này cũng là bản nhập khẩu nhá. Ghế da đẹp căng luôn. Màn hình giải trí có rồi. La răng thì em Hương cũng lên cho em nó một bộ la răng rất là đẹp rồi. La răng cực đẹp luôn. Một dàn lốp mới i10 đời 2014, giá chào bán chỉ có 195 triệu thôi ạ. 195 triệu cho chiếc xe i10. Bên đây thì em còn có cả một chiếc Mazda. Mazda 3S với lớp sơn màu đỏ đẹp đời 2009 nhập khẩu nhá. Bản này là bản cửa lóc cho em. Mazda cửa lóc này, lớp sơn màu đỏ đẹp. Nhập hàn, xin nhan trên gương, máy số ngon, đèn bi salon. 285 triệu cho chiếc xe Mazda. Nước sơn màu đỏ nổi bật luôn ạ. Đời 2009 nhập khẩu này 285 triệu. Chào bác Hải Trần, chào bác Sơn Bụng Bự nhé. Rất là lâu rồi thấy bác Sơn Bụng Bự xem buổi báo giá của em Hương này. Còn một siêu phẩm nữa đây ạ. Nước sơn thì màu đen đẹp, biển 26. Một chiếc CDX đời 2009 em Hương đang bán với giá là 255 triệu. Số tự động đẹp, bản nhập khẩu, chiếc xe CDX đây ạ, ghế da hai màu. Ghế da hai màu, nước sơn đẹp, đầy đủ đề lổ thông minh, túi khí an toàn, xi nhan trên hông. La răng thể thao và phanh đầy đủ cho em này, phanh ABS đầy đủ đẹp luôn ạ.
CDX số tự động, cửa tiền chỉ hơn 200 thôi. 255 triệu có CDX đi rồi. Y10 thì em Hương lại có một chiếc xe Y10 với lốp sơn màu trắng đẹp, lên bộ mâm rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Y10 đời 2015 bản nhập khẩu, em này thì số sàn. Nhưng bản này là bản 1.0 các bác nhìn cho em này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi tăng giảm trên vô lăng này. Màn hình giải trí này. Đề lỗ thông minh đầy đủ. Một chiếc xe Y10 đây ạ các bác nhìn này. Lốp sơn thì màu trắng đẹp, xin nhan trên gương. 225 triệu. Lên được bộ la răng đẹp, biển là biển 34 các bác nhá, biển 34. Đời 2015, 225 triệu 1.0, bản này là bản nhập ấn cho em ạ. Y10 bên em Hương bây giờ nếu như mà nói về Y10 thì em phải có trên chục chiếc Y10. Rất là nhiều Y10 luôn. Đừng quên những lượt like cho em ạ. Lắng quá, tự dưng vừa nói tim đập bình bịch luôn. Lắng quá. Qua bên đây thì em có cả một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động. Một chiếc xe Granit đời 2005. Động cơ 2.4 em Hương đang bán là 255 triệu cho chiếc xe Granit đây ạ. Số tự động 7 chỗ ngồi. Hơn 200 triệu thôi ạ là có xe 7 chỗ ngồi rồi. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Hôm qua thì em đã chốt một chiếc xe Kia Forte mới về được chiều hôm qua, thì sáng nay bán rồi. Thì trưa ngày hôm nay em lại về thêm được một chiếc siêu phẩm nữa đây ạ. Một siêu phẩm biển 37, một chiếc xe Kia Forte số tự động đời 2010, em Hương đang bán là 330 triệu. Bản này là bản cửa lóc đời 2010 đây ạ. Kia Forte có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Máy số ngon, cực ngon cho em luôn ạ. Các bác nhìn bên trong nội thất này, cực kỳ sạch đẹp luôn. Ghế da zin, bọc thêm một cái áo da massage ngồi vừa mát nhá. Em này có cả cửa lóc đầy đủ các bác nhìn này, cửa lóc đây. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, hỗ trợ gảy số thể thao luôn. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Anh Hoàn Quang ơi, hôm nay em mới về một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi đời 2013. Tư nhân anh nhá, tư nhân, không taxi, không dịch vụ. Nên là nếu như mấy hôm trước đã chốt mà trượt rồi thì hôm nay chốt luôn cho em đi. Đời 2013, bản e-sip 345 triệu, không hề có taxi dịch vụ đâu. Xe là xe tư nhân ạ, bác chủ cũ đơn giản là muốn lên xe số tự động. Đã chốt một chiếc Xpander số tự động, để lại chiếc xe Innova rồi. Kia Forte, form dáng thể thao cực đẹp đấy ạ, 330 triệu, số tự động đẹp, lốp sơn màu đen. Cửa lóc đầy đủ cho em. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây. Một siêu phẩm Y10 nữa, đời 2017, số tự động. Giá chào bán là 365 triệu. Số sàn có rồi, số tự động em lại còn có nhiều nhá. Y10 đây ạ, động cơ 1.2 bản đủ Y10 số tự động. Em Hương đang bán đây ạ, 365 triệu, xin nhan trên gương. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Ghế da bên trong các bác nhìn này, nội thất cực sạch đẹp, đề lỗ thông minh. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, túi khí an toàn. Nghe gọi để tăng giảm trên vô lăng rồi. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. 365 triệu. Đời 2017 nhá, đời rất là cao, lại còn số tự động nữa. Y10 đây ạ, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, chỉ 5 đến 6 lít thôi. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ rồi. Đây, hôm qua về chiếc Kia Forte này thì về phát là bán luôn các bác này. Về phát là bán luôn. Hôm nay lại về thêm một siêu phẩm Kia Forte nữa đây. 330 triệu số tự động. Cường ơi, Cường ơi, Cường ơi. Bỏ anh Cường lên chỉ cho cái hôm nước mày. Một siêu phẩm nữa đây, em chào anh An Trường này, chào bác Hương Hoàng này. Chào bác Phạm Phương Nguyễn Đức này. Khách hàng nhà mình ơi, đừng quên chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em. Thổi mặt máy rồi, khát nước rồi, cho em xin hớp nước. Một siêu phẩm Kia Rio biển 34 bánh đậu xanh đây ạ, đời 2016 bản nhập khẩu, số tự động. Anh ơi, cần gì thời gian xuống xem, gửi video và hình ảnh lộ địa chỉ ship tận giường. Bây giờ thời đại 4.0, La Gia Lai Con Tum em còn ship được. Okay,
Xin phép uống miếng nước, em khát nước quá. Bây giờ 4.0 rồi, ship xe. Bây giờ vũ trụ người ta còn ship được cả lên mặt trăng. Thì ô tô ship bản đồ hình chữ S nó quá là đơn giản anh ơi. Quá là đơn giản. Bây giờ bọn em làm về ô tô đến 50% là khách đến xem xe trực tiếp. Còn 50% là khách phải gửi niềm tin để chúng em phát triển công nghệ ship xe chứ ạ. Ship xe toàn quốc anh ạ. Bây giờ còn ship được cả lên mặt trăng thì cứ bản đồ chữ S em ship được hết nhá. Kia Rio nhập khẩu số tự động đời 2016 đây ạ. Xe này cực đẹp luôn, 395 triệu. Ga tay tự động có, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Màn hình giải trí có rồi. Nhập khẩu cho chiếc xe Kia Rio này. Giọng em u mê quá. Giọng em Hải Dương thì nó hơi chua chua một tí, nhưng được cái là em thì nói to. Nói to, nó nhiệt huyết, nó nhiệt tình luôn. Siêu phẩm Kia Rio đây ạ. Đời 2016 em đang Hương đang bán là 395 triệu. Vừa rồi nói hơi khàn tiếng là vì bị thổi mặt máy rồi. Lắng quá thổi mặt máy. Uống hớp nước vào phát đại tơi lực luôn. Kia Rio cực đẹp đây ạ. Anh Tâm Khoai Ngô ơi, hay là Ngô Khoai Tâm ơi, chia sẻ cho em lên nào. Lên 50 khách hàng, lên 100 khách hàng nào. Hôm nay chủ nhật các bác ôm vợ con ngủ sớm thế. Bên đây còn em còn có cả một siêu phẩm Vios bản e xịn đây ạ. Vios biển 36, như em này là bản e xịn, la răng năm chấu xin nhan trên gương. Công khai giá luôn các bác này, 208 triệu. Ngày hôm nay cắt luôn cái lẻ này. Cắt luôn cái lẻ còn 208 triệu, ship xe toàn quốc luôn. 208 triệu cho chiếc xe Vios bản e xịn đời 2009 số sàn đây. Xe thì quá là đẹp luôn. Còn bên đây còn có cả một em lồi đồng cối đá nữa đây. Một chiếc xe Corona Antis biển 34. Quay rõ cả biển này, Corona Antis này, Camry Vios này, ăn sâu vào tiềm thức khách hàng Việt Nam rồi. Chắc chắn này, bền này, rẻ này. Động cơ ăn nhiên liệu thấp này. Corona Antis 395 triệu đời 2010. Và em này là số tự động đẹp đây ạ. Anh chào anh Đình Sơn nhá, chào bác Tạ Duy này. Anh chia sẻ rồi nhưng mạng em yếu lắm à. Em cũng không hiểu làm sao luôn. Cứ tầm giờ là mạng nó lại yếu. Live tối thì các bác sẽ xem đông hơn, nhưng mà chiều trưa em cứ lóng ruột. Hôm nào có khách thì em không like, nhưng mà lúc nào mà không có khách thì ngồi một mình không like nó cũng buồn, nên là muốn lên chia sẻ với khách hàng nhà mình. Anh Sơn hôm qua bốc được quả biển hơi bị mát tay anh Sơn nhá. Biển quá là mát tay luôn. Corona Antis 395 triệu số tự động này. Bên đây thì còn có một em siêu phẩm này. Tập nái đây. Tập nái 93 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Còn 85 triệu thôi. Đời 2009 cho một em siêu phẩm tập nái. Ghế da hai màu. Số sàn điều hòa mát lạnh. Một cái màn hình giải trí cỡ vừa vừa thôi. Bé bé xinh xinh thôi. Có 85 triệu này. Chào bác Nguyễn Thắng, chào bác Huy Quách này. Chia sẻ lên đi khách hàng nhiều mình ơi. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Y10 bây giờ Wi-Fi bình thường mà em. Vâng, thỉnh thoảng nó hơi đơ đơ một chút anh ạ. Anh Trương Nguyễn ơi, chia sẻ cho em lên nào. Ôi dồi ôi, các bác làm trong nhà bật điều hòa. Ôm vợ ôm con mắt. Em lắng quá. Lắng quá là anh bảo là Hương ơi, thổi mặt máy rồi, uống nước vào. Bên đây em còn có một siêu phẩm 7 chỗ ngồi Kia Sorento. 70 Kia Sorento đây ạ. 7 chỗ ngồi số tự động đời 2009 này. 7 chỗ ngồi gầm cao, động cơ 2.4 em Hương đang bán là 375 triệu. Không biết khách hàng như thế nào, nhưng riêng em là một cô gái chân dài, rất thích đi dòng xe 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi. Hoặc là những cái dòng xe mà nó là phân khúc cánh cửa thể thao ấy, đi nó lẹt bồ rất là sướng luôn. Cảm ơn anh Đình Sơn này, cảm ơn bác Trần Anh Ánh Nga này. Hello, chào anh nhé. Anh Nga, anh Nga là em nhìn thấy tên hơi lạ lạ, chắc là mới vào xem livestream, mới theo dõi em Lê Hương đúng không ạ? Chúc bác và gia đình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc này. Cảm ơn khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để cùng em Lê Hương đi hết buổi livestream ngày hôm nay nhé. Kia Sorento 375 triệu thôi ạ. Bên đây cũng có một em Sờ Bắc. Sờ Bắc giá chào bán cũng chỉ có 85 triệu, đăng ký 2 chỗ ngồi, mua về cho vợ để chở hàng, chở đồ, chở ga hoặc chở những cái đồ như các bác mà lắp bình nóng lạnh này. Nói chung là em này sinh ra là để chở hàng rồi. Để chở hàng, đúng rồi, em nhớ lắm. Khách hàng nào mà thường xuyên xem, khách nào mà mới xem là em nhìn phát em nhớ ngay. Một siêu phẩm Santa Fe bản Gold. Ôi dồi ôi, máy dầu đây này các bác này. Bản Gold máy dầu, xăng mà 31-32 nghìn một lít thì đi dầu cho em đi. Tính kinh tế đi dầu đi.
Santa Fe bản gôn máy dầu đời 2002. Đăng ký lăn bánh là 2007, số tự động đẹp 2.0. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Nếu như khách hàng nào từng đi Santa Fe thì nó còn ăn chấp những cái dòng xe khác. Em chào anh Phạm Hưng này. Anh Phạm Hưng này cũng thấy hơi lạ lạ này. Hình như lúc đầu có theo dõi em nhưng giờ lâu lâu rồi không được, bận quá không để ý đến em rồi. Hôm nay thấy vào lại này. Santa Fe bản gôn máy dầu 225 triệu, xe 7 chỗ ngồi. Và điều đặc biệt là số tự động máy dầu. Các bác đi vừa bon, vừa ngon, vừa tiết kiệm nhiên liệu cho em. Vì máy dầu mà, xăng đắt như này thì đi dầu quá là ok rồi. Sâu hơn nữa vào đây em còn có siêu phẩm Kia Rio. Một siêu phẩm Kia Rio với lước sơn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán với giá là 325 triệu. Em này nè. Em này là bản nhập Hàn cho em ạ. Đời 2015 Kia Rio với lước sơn màu trắng đẹp này. Còn có thêm một em Chevrolet Cruze với lước sơn màu đen nhé. Chevrolet Cruze biển 34 bánh đậu xanh. Đăng ký đăng kiểm tháng 4/2023. Số tự động đẹp đây ạ, 268 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze. Chia sẻ lên các bác ơi. Máy dầu tiết kiệm hơn. Máy dầu thì bây giờ dầu nó rẻ hơn xăng thì máy dầu sẽ tiết kiệm tiền hơn là so với máy xăng. Nhưng máy dầu điểm yếu là sẽ yếu hơn máy xăng và ồn hơn máy xăng. Đấy là cái điểm yếu của máy dầu. Còn tính về kinh tế thì nó sẽ tính kinh tế hơn máy xăng. Máy xăng sẽ bị ăn nhiên liệu, giờ xăng đang đắt thì nó sẽ tốn hơn. Nhưng nó sẽ khỏe hơn và bốc hơn và không bị ồn anh nhé. Nói chung là mỗi cái đều có một cái gì đấy là mạnh và yếu của riêng nhau cả. Không cái gì kém, không có gì khỏe cả. Còn Innova đời 2013, tư nhân gia đình đẹp kính con luôn, đang đợi anh Hoàn Quảng suy nghĩ anh nhá. Siêu phẩm 5 chỗ ngồi CRV đời 2009 này. Số tự động đẹp đây ạ, ghế da zin, máy số zin. Nếu mà để về dòng xe đời thấp mà vẫn được giữ được zin thì chỉ có dòng Honda nó là đứng vững thị trường thôi. Honda mà máy số zin các bác phải hình dung nó quá đẳng cấp rồi. Tổ hợp phím bấm tăng giảm trên vô lăng, túi khí an toàn. Và em này là số tự động, em Hương đang bán là 408 triệu. Honda CRV, 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động đây, máy số cực chất cho em luôn. Đi dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao này thì đi nó sướng lắm ạ. Nếu như khách hàng mà làm dịch vụ taxi thì các bác hay chọn dòng i10, Morning hoặc Vios. Nhưng đấy chỉ là những cái dòng xe mà gọi là để tính kinh tế thôi. Đi nó an toàn, tiết kiệm, bền bỉ. Còn CRV thì mang đến cho người trải nghiệm một cảm giác là nó feel và nó lướt ạ. Feel và lướt luôn. CRV 408 triệu đời 2009 này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Bác nào quan tâm thì cứ inbox cho em. Chia thẻ cho em lên nào. Lê Hương ô tô đây các bác ơi, lắng qua. À đây rồi. Liềm tự hào. Xem lại Kia Rio, em xem lại cho bác luôn. Còn một chiếc màu trắng biển thủ đô Hà Nội nữa cơ. Chiếc anh chị ơi, Kia Rio màu trắng đâu nhỉ? Xanh nắng rồi là bán 140 thôi. Kia Rio em có luôn. Buổi tối à? Buổi tối thì mấy hôm nay Hải Dương toàn bị mưa thôi anh ạ. Nên là em Hải Dương nó mà mát mát rồi em lại like vào buổi trưa. À đây ở Kia Rio. Em có hai siêu phẩm Kia Rio anh nhá. Em quay tạm cho anh một chiếc này. Chiếc xe Kia Rio với lước sơn màu trắng đẹp này, biển 14 này. Nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015, động cơ trang bị 1.4. Đèn halogen này, đèn phá xương này, đèn gầm này. Cái này là giả đèn led thôi nhưng nó là cái ốp mạ chrome cực sáng cho em. Đời 2015 em Hương đang bán với giá là 325 triệu. Nghe gọi phím bấm ở trên vô lăng tích hợp vào đây rồi. Ghế ra đây. Đây là chiếc này là biển 14 nhá. Em còn một chiếc biển thủ đô Hà Nội nữa cơ. Anh Nguyễn thì Mạnh Hữu ơi, để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi cho anh hình ảnh video hai chiếc xe Kia Rio số sàn bên em. Em còn về thêm được một chiếc xe Kia Rio số tự động cũng màu trắng như thế này, form dáng như này nhưng mà số tự động nhá. Em thấy bình thường mà anh. Anh Hoàn Quảng em thấy bình thường mà. Em cũng đang cầm một chiếc máy nữa đây để em xem, em cũng thấy bình thường mà anh. Em thấy bình thường mà anh ơi, xe hay là mạng bên anh. Kia Rio đây ạ,
325 triệu số sàn nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp, la răng thể thao đây. Em có hai chiếc như thế này luôn, đời 2015 nhập Hàn. Còn một chiếc cũng như thế này nhưng mà em là biển Hà Nội nhá. Mấy hôm nay anh có việc, anh Nam Nguyễn là mấy hôm nay công ty có việc toàn xem muộn à. Đằng sau đây thì em, anh Nguyễn Mạnh Hữu ơi, để lại số điện thoại cho em Lê Hương đi ạ. Lắng quá phải bỏ cái lón ra, không được nó hấp vào đầu không thở được. Thổi mặt máy rồi anh Trương Nguyễn ạ. Bị thổi, em Hương bị thổi mặt máy rồi. Mặt nó còn tưng bừng mồ hôi, nó chảy tòng tòng ra. Thế này mà khách hàng không chia sẻ cho em buồn lắm luôn đây này. Em chào bác Trần Trúc này, một siêu phẩm Accent, nhưng em này là số sàn, đời 2019 này, đời 2019 Accent với nước sơn màu bạc, đèn halogen, đèn gầm đầy đủ cho em, xi nhan trên gương, giá chào bán chỉ có 385 triệu, động cơ là 1.4. Con Vios này ạ, anh Bùi Quang Hà ơi, con Vios này của em là đang bán là 355 triệu, bớt 15 triệu thì anh lên một chút nữa đi. Để em chiều trưa live stream cho nó có động lực anh ơi. Để lại số điện thoại cho em. Lên cho em một chút nữa thôi là em này sẽ thuộc về anh. Form dáng mới, em này là máy trắng anh nhá. Anh Bùi Quang Hà ơi, em này là máy trắng này. Nếu như anh thích chiếc là màu vàng cát thì em có chiếc này là 355. Hôm nay em còn về thêm được một chiếc xe màu đen đẹp, số máy zin, đời 2017, số sàn. Em đang bán là 368 triệu, nhưng mà vừa mới về em đang cho đi rửa dọn một chút rồi. Anh Bùi Quang Hà, nếu như chốt chiếc xe này cho em thì em sẽ để cho anh trực tiếp trên livestream là 345 triệu. Ôi dồi, không thở ra hơi. 345 triệu trên livestream. Nói là làm. Anh Bùi Quang Hà này, 2016 355, còn 345 trên livestream ngày hôm nay. Mai anh đến bên em mời anh một bữa nhậu. Một bữa nhậu nữa anh Bùi Quang Hà nhá. Chốt trên livestream cho em đi ạ. Vios bản e xịn, máy trắng form mới, máy to form mới này, 355 triệu còn 345 triệu cho anh Bùi Quang Hà. Vios bản e xịn đây ạ. Các bác nhìn này, form dáng nó mới đẹp như thế này, ghế da zin. Vios form dáng mới 2016 nhá. Chốt trên livestream ngày hôm nay thì chỉ còn 345 triệu luôn. Anh Bùi Quang Hà, để lại số điện thoại cho em đi ạ. Em chào anh Nguyễn Thành Lương, chào bác Thắng Trần, chào bác Chuột Bạch. Toàn khách hàng mới thôi. Chốt luôn đi bác ơi, đúng rồi. Anh hàng một hẹn em 2 năm nữa là lấy xe 7 chỗ gầm cao nhé. Anh Sơn ơi, chiếc cờ đuôi đấy anh mới mua được 2 tháng này. 2 năm nữa anh lại đánh về đây, em Hương sẽ mua lại chiếc cờ đuôi trắng đẹp đấy của anh. Em sẽ để cho anh một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Gọi là chỉ cần anh Sơn bảo là Hương ơi, tìm cho anh chiếc 7 chỗ ngồi Innova hay là Xpander đẹp vào thì em Hương nhất định sẽ cho họ đi lùng sùng sục, tận ngóc ngách, tận Cao Bằng, Bắc Cạn để tìm cho anh Sơn một chiếc xe 7 chỗ ngồi zin đẹp luôn. Còn hiện tại bây giờ 7 chỗ ngồi bên em thì gầm cao thì em không có nhiều. Gầm cao thì có những con đời thấp hơn một chút nhưng máy số ngon. Nhưng đã đổi từ cờ đuôi lên thì phải đi hẳn con đẹp đúng không anh? 2 năm nữa em sẽ gặp anh Sơn với một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao xịn đẹp luôn anh nhé. Chỉ cần alo cho em thôi thì em sẽ lại tìm cho anh một chiếc xe đẹp như chiếc cờ đuôi anh đang sở hữu ngày bên hôm em mua của em 2 tháng trước này. Em vẫn đang đợi bác Bùi Quang Hà chốt chiếc xe kia. Để lại số điện thoại cho em đi ạ. Bên đây nhá, Accent màu bạc em có rồi. Còn siêu phẩm liềm tự hào bên em. Vì sao em Hương rất thích bóng đá? Vì mỗi một mùa bóng đá là bên em Hương sẽ lại nhập được rất rất là nhiều những dòng xe đẹp. Đơn giản là vì các bác thắng độ, thua độ hay gì đấy, một lý do gì đấy là các bác lại có xe đẹp để cho em Hương rồi. Một siêu phẩm Accent số tự động đời 2020 với nước sơn màu đỏ, các bác nhìn này. Form dáng mới nhất này. Bác chủ cũ lên đời mới mua chiếc xe Accent này. Lăn bánh được gần 2 năm thôi, đời 2020, giờ lên đời. SEA Games, hậu SEA Games, đẹp, xe đẹp lại bắt đầu sản sinh ra. Accent đời 2020, số tự động bản cửa lóc này. Bác chủ cũ còn dán hết cả những cái phim chống ồn này. Còn không thể nhìn vào bên trong cơ các bác ạ. Phim chống ồn dán hết canh xe rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ga tay tự động này, khẩu lệnh nghe gọi này.
tổ hợp hết trên vô lăng rồi. Em này thì bao test hãng toàn quốc, order chạy chuẩn là 3 vạn. Có hỗ trợ chống trơn trượt cho em, màn hình giải trí này. Bản này thì bản cửa lóc, với một cái màu sơn màu đỏ đẹp như thế này thì đúng là nếu như bác nào sở hữu em nó thì đúng là thiên thần rồi các bác này. Cửa lóc đầy đủ cho em. Em đang bán cho chiếc xe Accent màu đỏ này, giá chào bán là 530 triệu. Khách hàng nào mà yêu thích để lại số điện thoại cho em. Em vẫn để cho mình một cái giá thương lượng lộc ná này. Accent này các bác này, zin từng con ốc, check hãng toàn quốc cho em. Ôi xe đẹp lắm. Xe đẹp lắm luôn. Cái mà đè em này mà thuộc sở hữu của em Lê Hương thì coi mà em sẽ phóng suốt ngay. Máy số zin đẹp như thế này, lại còn nước sơn màu đỏ, đúng cái màu mà em yêu thích. Đèn bi salon này, giải đèn led đầy đủ cho em. Đèn gầm ốp hết mạ cờ đôm rồi, form dáng này mới đẹp như lăn từ trong hãng ra. Cửa lóc đầy đủ, nút mở một trạm thông minh, xin nhan trên gương. 530 triệu, đời 2020 đẹp đấy ạ. Lóng quá. Đời 2020 cho siêu phẩm Accent số tự động đời 2020, 530 triệu nhá. Cửa lóc đầy đủ, có ga tay tự động cruise control đầy đủ luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Sáng nay thì em đã lên video, nhận rất là nhiều những cuộc gọi thiện chí từ khách hàng nhà mình. Bác nào có đủ tài chính, đủ yêu thích thì nhắc em nó về thôi ạ. 530 triệu vẫn thương lượng thêm. Và để em rút hồ sơ cho. Xe tỉnh Hải Dương, biển đẹp đây ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm đây, biển 99 với nước sơn màu đen bản cửa lóc. Một siêu phẩm CDX được sản xuất năm 2010 và đăng ký lăn bánh là 2011, bản nhập khẩu, số sàn em Hương đang bán là 260 triệu. 260 triệu, em này thì đang đứng top 1 là vì đời cao nhất trong dòng CDX bên em này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Ghế da là ghế da hai màu, xin nhan được kết hợp trên hông các bác này. La răng thể thao 5 chấu dạng phay này. Màu đen có rồi, màu bạc em cũng có luôn. CDX đời 2009 có luôn cả màu bạc. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa này. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa đây ạ. Vios đời 2016 là số sàn anh nhá. Đời 2016 là số sàn. 2018 số tự động thì hôm qua em đã chốt rồi, em còn số sàn. Hôm nay em lại về thêm được một chiếc xe Vios số sàn đời 2017 tư nhân đẹp nữa, 368 triệu. Máy trắng form dáng to, nước sơn màu đen. Thì chiều nay em sẽ lên video này. Còn ở đây CDX màu bạc đời 2009 nhập khẩu, động cơ 1.6, 239 triệu bản cửa lóc này. Còn nếu như mà không thích đi những dòng xe mà 1.6 thì em có những dòng xe như là đây ạ. Một chiếc xe Hyundai, một chiếc xe Ghét, một chiếc xe Ghét này, thẻ ưu tiên này. Một chiếc xe Ghét, bản này là bản cửa lóc số tự động cho em. Giá chào bán của chiếc xe Ghét số tự động này chỉ có 230 triệu. Màn hình giải trí to, ghế da hai màu. Nhập khẩu cho em nhé. Và bản này có cửa lóc này. Đấy, màn hình cửa lóc này. Còn độ thêm cả một bộ la răng, bộ mâm cực đẹp, một dàn lốp mới đẹp luôn. 230 triệu cho chiếc xe Hyundai Ghét bản nhập khẩu cửa lóc cho em đây ạ. Em chào anh Cường Hoàng Xuân này. Nissan Navara, Nissan Terra phân khúc hạng D thì em có này. Nissan Terra phân khúc hạng D với lớp sơn màu đen đẹp, form dáng chuẩn cán bộ đây. Phân khúc hạng D đẳng cấp nó là mãi mãi này. Được sản xuất năm 2009, bản nhập khẩu này, trang bị động cơ 2.0. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí to như cái tivi, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. La răng thể thao, phanh ABS cả 4 bánh nhá. Một siêu phẩm phân khúc hạng D. Nissan Terra đời 2009 em Hương đang bán là 345 triệu. Em chào bác trai nghèo hạnh phúc này, dù là nghèo vẫn phải hạnh phúc đúng không anh? Dù mình có nghèo vẫn phải hạnh phúc. Chào bác Tuyên Nguyễn này, đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm nào. 0354602790 là giá mà số điện thoại của em nhé. Hôm qua khách nào mà hỏi em về chiếc Captiva số sàn đời 2007 này, biển 88 nhá, trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Mặc dù bác bảo là chốt chiếc này nhưng bác còn đang phân vân không hề mặc cá, nhưng trong buổi livestream này, nếu như mà anh có nhìn thấy livestream này thì chiếc Captiva này em Hương dành riêng cho anh với giá 200 triệu tròn. Bên em Hương đang bán là 210 triệu.
Nhưng mà anh bảo là kinh tế anh chưa đủ, anh còn thiếu một chút nữa này. Thì em Hương sẽ để cho anh chiếc Captiva này với giá 200 tròn. Các bác nhìn nhé, Captiva 7 chỗ ngồi, số sàn đầy đủ, hỗ trợ cho em là trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Màn hình giải trí, túi khí an toàn này, cụm đèn pha phía trước này, gương kính thì cũng là auto cho em rồi. Đời 20... Ôi ôi thỏ. Đời 2007 nhá, 210 triệu đồng. Để luôn cho khách hàng nhà mình còn 200 triệu. Em sẽ quay kỹ một chút để tối anh đi làm về có nhìn thấy live stream. Vì anh bảo nhiều lúc anh bận quá, anh chỉ xem lại live stream thôi. Thì em sẽ để cho anh 200 triệu tròn nhá. Để mình cùng cố gắng để cùng có xe đi này. 7 chỗ ngồi gầm cao đời 2007 đây ạ. Captiva 210 còn 200 triệu tròn. Còn Y10 bên đây thì em còn có cả một siêu phẩm nữa đây, đời 2014. Em Hương đã thẩm định hết rồi, xe thì cực ngon luôn, bản 1.0. Gương kính thì auto tự động cho em, giá trả bán chỉ có 295 triệu. Số tự động đẹp cho chiếc xe Y10 đời 2014 bản nhập ấn đây ạ, động cơ 1.0. Cam hành trình, cam lùi, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, ghế da thì ghế da xịn đét luôn. La răng thể thao, hai bánh trước được trang bị phanh ABS cho em ạ. Một siêu phẩm Y10 biển 34 bánh đậu xanh, máy số zin ngon luôn. Đời 2014 bản nhập Ấn Độ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi có này, biển 34 bánh đậu xanh này. Hiện tại bây giờ Y10 và Kia Morning bên em Hương đứng đầu về doanh thu, đứng đầu về chất lượng, đứng đầu về những sản phẩm bán ra nhá, rất là nhiều khách hàng quan tâm. Vì sao? Vì thời điểm xăng đắt như thế này, Y10 là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Tiết kiệm, bền bỉ này, không hề bị hỏng vặt này. Xe thì với cái mức kinh tế vừa phải thôi đã là sở hữu được rồi. 295 triệu cho em xe Y10 đời 2014 bản nhập Ấn Độ cho em ạ. Số tự động đẹp, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí đầy đủ cho em ạ. Còn bên đây dành riêng cho những bác nào mà quan tâm về bán tải thì em có bán tải Isuzu D-Max đời 2016. Đăng ký là cuối tháng 12/2017, tuổi thọ của em nó là ngang với 2018 rồi. Biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đỏ cam đẹp nhá. Đèn bi salon có giải đèn led này, đèn gầm đầy đủ này. Sơn còn đến 95% là sơn zin, máy số cũng là zin luôn. Một dàn lốp mới, lốp sơ cua còn rõ liêm phong chưa hạ nhá. Tức là lốp sơ cua, lốp dự phòng đấy ạ, chưa dùng đến này. Em này là máy dầu, hai cầu số tự động. Form dáng đẹp lên thùng cao rồi, giá chào bán 535 triệu. Nếu như mà chưa lên thùng, khách hàng về lại phải lên thùng mất mười mấy triệu. Cái thùng này là tặng không miễn phí mọi người rồi. 535 triệu đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Máy số zin, ghế da zin, màn hình giải trí này. Và còn có luôn cả đây các bác nhìn này, cái cam hành trình nó to như thế này cơ mà. Đó, cam hành trình cực đẹp luôn. Số tự động đẹp hai cầu. Các bác nhìn vào đây sẽ thấy là hai cầu này. Có 2H, 2N và 4H, đấy là tùy khi mà mình đi vào cung đường thì mình sẽ chỉnh nhá. Em này được cái là hỗ trợ phần trăm lên 60% giá trị xe khi mà các bác mua trả góp bên ngân hàng. 60% giá trị xe khi mà các bác không đủ kinh tế thì các bác có thể mua trả góp bên ngân hàng. Em hỗ trợ cho mình ngân hàng là 60% nhé. Xe zin đẹp luôn ạ. Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký 2017, 535 triệu. Captiva thì bên đây em cũng có này. Captiva đời 2007, 315 triệu, động cơ là 2.4. Em có hai chiếc Captiva, chiếc này thì tháo biển rồi, và chiếc kia là biển Vĩnh Phúc này. Rất là nhiều Captiva luôn. Em chào bác Trần Tuyến này, chào bác Bạch Hiếu này, chào bác Liên Kim, chào bác Trang Heo Hạnh Phúc, chào bác Trần Tuyến, Phạm Trinh và bác Khải Khánh Hải này. Chào bác Tiến Hỷ này. Kia Karen thì em có hai chiếc này, một chiếc màu vàng cát và một chiếc màu đen. Kia Karen đây ạ. Chiếc ở kia màu đen thì là số tự động em đang bán là 285 triệu, nước sơn màu đen. Còn đây thì có chiếc này màu vàng cát thì em đang bán là 270 triệu thôi ạ. Cũng là số tự động cho em, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí này. Và đã là Kia Karen gì, và này sẽ có cửa lock cho em nhé.
5 chỗ ngồi, à 7 chỗ ngồi gầm cao đây. Form dáng cực đẹp luôn. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ này. Còn nhiều xe quá mà em chưa nói hết được đây. Bên đây thì cũng có một chiếc xe nữa đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao, một em Zoti T600 đời 2016 bản nhập chung nhé. Đèn bi salon này có dải đèn led. Em này thì công nghệ nó phải gọi là ông hoàng công nghệ rồi. 320 triệu cho chiếc xe Zoti T600. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, có chế độ liếc đèn theo vô lăng, màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh, khóa phanh tay là bằng khóa điện cho em ạ. 320 triệu, form dáng chuẩn cán bộ đây ạ. Form dáng cực sang. Máy của em này là máy Mitsubishi nhá, cực khỏe cho em luôn ạ. Đời 2016 ạ. Màu trắng đẹp, biển 34 bánh đậu xanh, 320 triệu. Chevrolet Cruze thì em có 3 màu. Màu đỏ em quay rồi, màu đen em quay rồi. Ở đây thì em còn một chiếc màu trắng này. Chevrolet Cruze với lốp sơn màu trắng đẹp, 258 triệu. Giải đèn led này, đèn pha đầy đủ cho em, đèn là halogen nhé. Đời 2012, em này số sàn màu trắng này là 2012. Em đang bán là 258 triệu. Vậy là em có 3 màu, khách hàng nào mà nói là em anh thích màu này hay màu kia thì em đều có này. Chào bác Trần Tuyên này. 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport thì em có đây. Trên 300 triệu là có 5 chỗ ngồi gầm cao rồi. Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất đời 2015. Bản này là bản Titanium. Cửa lóc đầy đủ, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí. Em này thì có 6 túi khí an toàn quanh xe, số máy zin, ghế da zin đẹp cho em. 5 chỗ ngồi gầm cao, lốp sơn là màu đỏ đẹp này. Trời ơi, nóng quá. Đấy, rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Tiếng Gia này, chào bác Trần Tuyền này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ nhé. Y10 đời 2015, em này là bản nhập khẩu này. Hatchback thì em nhiều, nhưng nếu về để sedan thì Y10 em chỉ có 1-2 chiếc thôi. Một chiếc xe Y10 bản sedan 2 đầu, biển 34 này, em quay rõ này. Lước sơn màu trắng đẹp, động cơ 1.2 nhập khẩu. Em Hương đang bán chiếc Y10 này là 238 triệu. Bản sedan 2 đầu, màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Có hai phím bấm trên vô lăng, anh nghĩ gì ạ? 238 triệu cho chiếc xe Y10 bản sedan này. Suýt ngất, thật sự là suýt ngất. Ford Fiesta thì em có số tự động đời 2011, số tự động đây. Em Hương đang bán là 280 triệu, trong livestream ngày hôm nay giảm luôn còn 270 triệu. Cắt luôn em này 10 triệu trên livestream này. Giảm kịch sàn luôn 210 triệu đồng. À, 280 triệu còn 270 triệu giảm 10 triệu đồng. Biển thủ đô Hà Nội, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Ford Fiesta đời 2011 các bác nhé. Bán tải này, bán tải đời 2013, số sàn em đang bán là 415 triệu. Còn có xe Ghét này, Ghét số tự động, à Ghét số sàn, bản này em đang bán là 158 triệu. Ghét số tự động nữa đây. Ủa, còn nhiều xe chưa quay lắm ạ. Y10 nữa đây, em còn có cả Y10 biển 19 này. Y10 màu trắng đời 2016, bản này là bản đủ nhập khẩu, em đang bán là 255 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Y10 bản đủ đời 2016, 255 triệu đây ạ. Kia Morning với lốp sơn màu vàng zin đẹp chỉ có 215 triệu, đời 2016 này. Kia Zondo máy dầu 468 triệu. Kia Zondo máy dầu 468 triệu, 7 chỗ ngồi, số tự động đây ạ. Đời 2014 nhá, máy dầu 7 chỗ ngồi thì em chỉ còn có Kia Zondo thôi. Máy dầu 7 chỗ ngồi, số tự động, 468 triệu, đời 2014 này. Một siêu phẩm CDX, đặc biệt là em này có cả ga tay tự động Cruise Control. Đời 2010 nhập khẩu, em Hương đang bán là 265 triệu, có ga tay tự động này. Hyundai Ghét biển thủ đô Hà Nội 190 triệu đời 2008 bản nhập khẩu nhá. Y10 em rất là nhiều luôn. Y10 biển 37 với lốp sơn màu trắng đẹp này, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam hành trình có rồi, cam lùi cũng có luôn. Y10 đời 20
17, em này là số tự động đẹp bản 1.2. Em Hương đang bán là 328 triệu. Biển 37 nhá, quay rõ cả biển này, Y10 biển 37. 328 triệu. Động cơ 1.2 bản đủ đấy ạ. 328 triệu. Chào bác Hà Tuấn Phong này, chào bác Phạm Thị Thiêm này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay và báo giá rất là nhiều những dòng xe ô tô đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô. Địa chỉ showroom bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Những bác nào mà thật sự quan tâm thì để lại số điện thoại. Ui mặt em này. Hoặc kết nối Zalo cho em qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Thời tiết rất là nắng, mồ hôi bên em có gì đâu mà ướt đẫm máu luôn. Em chào anh Nguyễn Quang Huy này. Hẹn gặp lại khách hàng nhờ mình vào buổi báo giá ngày mai, cũng như là để những cái video mà em sẽ đăng livestream, live báo giá trực tiếp này, hoặc là review xe nhé. Còn bây giờ thì em có lẽ là xin phép và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi báo giá ngày mai, cũng như là vì chiều nay em sẽ lên video chi tiết về chiếc xe Vios tư nhân này. Một chiếc xe Innova cũng không taxi, không dịch vụ gì luôn. Ở bên em mới về nhá. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả, cảm ơn khách hàng đã cùng em Hương đồng hành hết buổi livestream ngày hôm nay. Chào bác Thoa Đoàn nhá. Showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số hotline em cũng ghi rồi, 0354602790 ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.